Chào anh Phúc Trung, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Đặng Quang Triều, chào Lưu Y Huy Nguyễn. Thì trước khi bắt đầu chương trình, mình xin hát tặng các anh chị một cái bài hát, đó là bài Đất Mộ Tà Quyền. Chào bạn Bao Vũ, chào bạn Minh Nguyễn, và xin mời các anh chị cùng lắng nghe bài hát Đất Mộ Tà Quyền. Tiếng là anh chị, anh chị nghe rõ mà, anh chị nghe rõ cho mình phản hồi nha. Bay rõ mặt rõ đường, thở rằng dài phóng quê hương, xây nên một thiên đường. Người dân ngày thơ tương bay, những kẻ đàng hoàng bước theo lý tưởng sao lòng của thằng lưu manh bà chó. Bay cướp được chính quyền, hành trình người khác phe bay, bay giam cầm bỏ tù, rồi bay tra tấn thú tiêu, sát hại nhiều người, khiến cho lắm kẻ bàng hoàng lên đường đi trốn đau tài. Bay gian manh xâm lược miền Nam, cướp cho điêu tàn chính thể Cộng Hòa. Bây giờ còn đâu nhà tan cửa nát, dân hoang mang đi tìm tự do ở nơi phương trời. Chết bao nhiêu người linh hồn hoài lưu vong, người đang trong nước sống trong đội nghèo. Sao cứ mãi sống hèn, sống nhục, sống kiếp nô dân, cam tâm làm nô lệ. Toàn dân đâu hay đấu tranh chống lại bạo tàn, đứng lên đắp mộ tà quyền, mong ngày non nước thái bình. Dạ chào ngôi sao may mắn, chào Trần Nam, chào Quát Nguyễn, chào Lâm Hoàng, chào Lo Nguyễn, chào anh Tony Chim, chào Trọng Trọng Hoàng, và chào Sơn Nguyễn, chào anh Vinh Phan, chào Lô Quốc Toàn, chào Nguyễn Phú Hoa, chào Nguyễn Tất Nhiên, chào anh Nguyễn Quốc Sơn. Bay rót mặt rót đường, hứa rằng là dài phóng quê hương để xây nên một thiên đường. Người dân ngây thơ cho nên mới tưởng bay là những kẻ đàng hoàng
rồi mới bước theo cái lý tưởng xạo quần què của cái thằng này là thằng lưu manh ba chó. Bay cướp được chính quyền rồi tụi bay mới thành trần cái người khác phe bay. Bay giam cầm, bay bỏ tù, rồi bay tra tấn thủ tiêu sát hại nhiều người khiến cho lắm kẻ bàng hoàng lên đường đi trốn độc tài. Bay gian manh, bay xâm lược miền Nam cướp cho điêu tàn chính thể Cộng Hòa. Bây giờ còn đâu nhà tan cửa nát, dân hoang mang đi tìm tự do ở nơi phương trời. Chết bao nhiêu người linh hồn hoài lưu vong, người đang trong nước sống trong cơ hàng. Sao cứ mãi sống hèn, sống nhục, sống kiếp nô dân, cam tâm làm nô lệ. Toàn dân đâu hay đấu tranh chống lại bảo tàng, đứng lên đắp mộ tà quyền, mong ngày non nước thái bình. Rồi vậy bây giờ đầu tiên á thì hôm nay mình có hai chủ đề. Cái chủ đề thứ nhất á là nói về vấn đề bú mớm. Cái chủ đề thứ hai là cái chủ đề hết le đó. Thì đầu tiên mình nói về cái chủ đề bú mớm trước nha các anh chị. Thì cái câu chuyện bú mớm này á, nó là cái câu chuyện thứ 22, câu chuyện thứ 22 trong bộ 24 cái câu chuyện về nhị thập tứ đại ngu hiếu. Thì câu chuyện này thứ 22 nha. Rồi các anh chị nghe âm thanh ổn rồi ha. Rồi xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi không cần micro âm thanh vẫn tốt rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ trước hết là mình sẽ đọc cái câu chuyện này. Đó là nói về câu chuyện này thứ 22 nha, trong bộ 24 câu chuyện về nhị thập tứ đại ngu hiếu. Nói về Đường Thị và nhà họ Thôi. Rồi. Chắc là mình sẽ ngồi gần lại chút xíu. Mình ngồi gần chút xíu để âm thanh rõ hơn nha. Đường Thị vợ nhà họ Thôi ở với bố chồng rất là có hiếu. Rồi bố chồng là do quá già rụng hết răng rồi, cho nên là bố chồng là không có nhai được cơm đó. Cho nên là hằng ngày Đường Thị phải tắm rửa thật là sạch sẽ cho bố chồng, rồi sau đó là cho bố bú, cho bố bú. Thế nhờ đó mà bố chồng mấy năm liền là không ăn mà vẫn no được, vẫn được no. Rồi, cảm ơn nàng dâu hiếu để. Cho nên cái ông bố chồng này á, là lúc mà ông bố chồng này không biết lấy gì đền đáp đó, thì cái lúc mà ông ta sắp chết á, thì ông ta mới liền khấn nguyện với là trời Phật để mà cho con cháu nhà họ Thôi thì sau này người nào cũng là hiếu thảo như là cái cô Đường Thị này đó. Thì quả nhiên về sau là con cháu dâu nhà họ Thôi người nào cũng bắt chước cái gương tốt của Đường Thị là ăn ở rất là hiếu thuận với lại là bố chồng. Họ Thôi nhờ đó mà được rất là hưng thịnh. Đó thì vừa rồi mình vừa mới kể cho các anh chị cái câu chuyện về tức là câu chuyện thứ 22 trong 24 cái gương đại ngu hiếu của cái chuyện mà nó đang truyền bá hiện nay, nó đang truyền bá cái bộ gọi là nhị thập tứ đại ngu hiếu đó.
Thì đó là câu chuyện là như vậy. Bây giờ mình xin đọc lại để mình phân tích cái sự biến thái ở trong cái câu chuyện này đó. Mà đây là cái câu chuyện như thế này mà lại đưa vào trong là nhị thập tứ đại ngu hiếu đó các bạn. Thì Đường Thị á, là vợ của nhà họ Thôi, thì cô này ở với bố chồng rất là có hiếu, không? Rồi bố chồng là quá già cả rụng răng rồi, cho nên là không có nhai được cơm. Rồi là hàng ngày thì Đường Thị tắm rửa sạch sẽ cho bố chồng, rồi sau đó là cho bố bú. Đấy, thì chúng ta thấy cái hành động mà cô này cho bố chồng bú như vậy đó, thì là ông bố chồng này là đã dành cái thức ăn của đứa đứa cháu, đứa gọi là cháu nội. Tại vì là sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chứ không phải là sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của bố chồng đó. Cho nên là ở đây là bố chồng đã dành cái thức ăn của cháu nội rồi ha. Nói rồi và nếu như mà chúng ta thấy rằng nếu như mà ông này ổng gọi là ổng không có, ổng rụng hết răng rồi cho nên ổng không có nhai được, vì thế mà ổng đòi bú cái cô con dâu đó, thì có nghĩa rằng là ở đây chỉ là cái sự ngụy biện của ông bố chồng này thôi đó, ông ngụy biện để ông đòi bú con dâu ổng thôi đó. Là bởi vì sao đó, là bởi vì ổng có thể sai đúng không, sai cơm cho nó nát ra đó, làm cho cơm nát ra và ổng nuốt thôi, ổng húp thôi, hoặc là ta nấu cháo cho ổng húp thôi. Nấu cháo ví dụ như mình nấu 3 tiếng nó chưa mềm, nó chưa nhừ, thì mình nấu 10 tiếng nó cũng nhừ thôi. Cái này là ổng cố tình ổng đòi bú con dâu ổng, cho nên là ổng mới là giả bộ rụng răng, chứ thực sự và cái cô con dâu này chắc là cũng muốn cho ổng bú, cho nên nó mới là để cho ổng bú vậy. Chứ thực sự ra là theo mình là có thể lấy cái cơm nấu thành cháo và húp được, không có răng người ta vẫn có húp được. Hiện tại thì ví dụ như hàng ngày á, là mình ăn sáng á, là mình sáng mình ăn sáng bằng cách là mình uống cái bột gạo lứt đó, tức là bột gạo lứt rang đó. Thì hồi xưa á, là mình ăn sáng bằng là phở, thì bây giờ á, kể từ khi mà mình chuyển sang mình ăn thực dưỡng theo cái phương pháp của là bác sĩ Shinya, theo cái phương pháp của là Osawa, tức là mình cũng nghiên cứu hai phương pháp và mình coi cái phần pha trộn lợi miễn sao mình thấy nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình đó, thì là mình hiện tại thì mình ăn sáng bằng là khoảng một muỗng là cái bột gạo lứt rang đó, rồi mình chế nước sôi vô mình quậy lên mình uống, thấy không? Cũng đâu có cần nhai đâu, nó giống như là nước rồi, giống như uống sữa rồi, thấy không? Đó. Còn cái câu chuyện này là đây là cố tình, thấy không? Rồi sau nữa, nhờ đó bố chồng mấy năm liền không ăn mà vẫn được no đó. Như vậy thì là cái rất cái khủng khiếp ở đây là cái ông bố này ông bú con dâu của ông là ông bú tới mấy năm rồi, phải không? Như vậy thì rõ ràng rằng là theo mình thì chắc là cái đứa cháu nội là nó sẽ cái đứa cháu nội nó sẽ bị suy dinh dưỡng, tại vì thứ nhất đó là sữa của nó là bị ông nội dành đó. Cái thứ hai á là ông này ông bú tới mấy năm rồi thì theo mình là đứa nhỏ đứa cháu nội này nó rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Không phải là bú, ví dụ như là bú đỡ thôi, bú đỡ ví dụ như đói quá bú đỡ để mà qua cái cơn, còn này cũng bú tới mấy năm rồi. Rồi nàng dâu cảm ơn nàng dâu hiếu đệ đó, cho nên là bố chồng không biết lấy gì đền đáp, thì lúc sắp chết ông liền khấn nguyện cho Phật trời đó, mà ông thấy không, các bạn thấy không? Đó là ổng thí dụ như bây giờ ổng khấn nguyện nè, ổng khấn nguyện Phật trời là cho con cháu nhà họ Thôi sau này người nào cũng là bắt chước như là cái cô Đường Thị này hết, cũng hiếu thảo cũng bắt chước cái cô Đường Thị này hết. Rõ ràng đây là một cái âm mưu của một cái ông già dâm, một cái ông già dê, thấy không? Tại vì là thí dụ như bây giờ khấn nguyện đi, thì bây giờ mình có thể khấn nguyện là cho con cháu mình nó giàu có, đúng không? Để chi nó giàu có, để nó dẫn mình vô là nha sĩ, nó gắn cho mình một cái hàm răng sứ, đúng không? Nó gắn cho mình một cái hàm răng giả, đúng không? Đó, để mà mình nhai cơm. Còn cái này ổng không khấn nguyện là con cái giàu có để gắn hàm răng, mà ổng lại khấn nguyện là cái gì? Ổng khấn nguyện là sau này là nhà ổng là mấy đứa cháu dâu là cho là bố chồng bú, thấy không? Các bạn thấy cái ông này là ổng đang rất là âm mưu đó, ổng rất là coi như là dâm tục đó. Tại sao cái ông này ổng âm mưu ổng dâm tục như vậy? Là tại vì ổng học tập, ổng sống, ổng chiến đấu, ổng học tập
ổng gọi là ổng đi ỉa, cũng như là ổng là áo dâm theo tấm gương đạo đức của là bả chó tiên sinh đó. Tại vì bả chó tiên sinh là nó áo dâm, cho nên bây giờ là cái ông bố chồng này là ổng bắt chước, ổng sống, ổng chiến đấu đúng không, ổng học tập theo cái tấm gương áo dâm của bả chó tiên sinh, cho nên ổng mới dâm dục như vậy đó. Tới khi ổng chết rồi, ổng không cầu cho con cháu ổng giàu có để gắn răng giả đúng không, mà ổng là cầu cho là có con dâu để mà áo dâm đúng không. Cái này là không phải áo dâm, này là coi như là lộn lưng đúng không. Cái ông này rất là tầm bậy nha, cái ông già này ông già dê già dịch đó, ông này già dịch đó, ông này ông quá đáng lắm luôn á, ông này quá đáng luôn hà luôn á các bạn. Hay rồi sao nữa, quả nhiên không, quả nhiên về sau con cháu dâu nhà họ Thôi người nào cũng bắt chước cái gương tốt của Đường Thị. Cái gương như vậy mà ông hô là cái gương tốt, có nghĩa là cái cô con dâu này á, là đi làm nô lệ, tức là vừa làm nô lệ cho là gì, làm nô lệ cho nguyên một cái nhà chồng đó, cho là từ ông chồng bú đúng không, rồi bây giờ tới cho là thằng con đứa con nó bú, rồi cho luôn cái ông già chồng bú nữa. Cho nên là cái cô này là làm nô lệ, bây giờ nhân cái ngày gọi là 8 tháng 3 đúng không, thì bây giờ là cái ngày mà phụ nữ đó, dùng lên, coi như là phụ nữ dùng lên để mà đòi quyền lợi không. À, vậy mà sao vậy mà bây giờ, cho nên là mình nhân cái ngày này mình kể cái câu chuyện này để là sao, để mà muốn thông báo cho là phụ nữ biết không, là đã từng có những cái câu chuyện mà nó âm mưu nó chà đạp phụ nữ, nó âm mưu nó lợi dụng phụ nữ, và đặc biệt là cái bộ chuyện gọi là Nhị Thập Tứ Đại Ngu Hiếu này là nó đang âm mưu để mà nó chà đạp, nó đang âm mưu để mà nó lợi dụng phụ nữ đó, cho nên phụ nữ hãy dùng lên đòi cái quyền lợi của mình đó. Rồi phải tẩy chay, phải tẩy chay là Nhị Thập Tứ Đại Ngu Hiếu, phải chà đạp cái câu chuyện này, chà đạp, phải chửi thẳng vô mặt cái thằng nào mà nó sáng tác ra câu chuyện này, cũng như là cái website, cái Facebook nào phải không mà nó đi là tuyên truyền cho cái câu chuyện mà Nhị Thập Tứ Đại Ngu Hiếu này nè. Rồi nó nói là đây là cái gương tốt của Đường Thị đó, cái này là cái gương ngu không, con nhỏ này nó bị ngu, tức là nó bị thằng cha này là lợi dụng nó mà nó bị ngu, nó mà đây còn ca ngợi đây là gương tốt, sao gương tốt được, đây gương ngu chứ phải gương tốt không. Rồi bây giờ là nói về cái vấn đề tức là cái câu chuyện này các bạn, cái câu chuyện này nó gọi là nó âm mưu tạo ra một cái tập đoàn, không, tạo ra một cái tập đoàn gọi là chuyên cho bú đó, một tập đoàn chuyên cho bú, tại vì là nguyên một cái gia đình nhà họ Thôi từ trên xuống dưới đó, gọi là nhiều đời đó, là toàn là con mấy đứa con dâu này là đều cho bú cái kiểu này đó, đây là một tập đoàn mà cho bú như thế này nè. Và ở bên cái quốc gia hình đầu bò các bạn, nó cũng có cái dịch vụ cho bú đó, tức là mấy cái thằng cha già dịch đó, mấy thằng già dịch không, mấy thằng già dê đó, mấy thằng đó là nó sẽ bỏ tiền ra, nó đi mướn những cái người mà người ta đang trong cái độ tuổi mà nuôi con á, nuôi con nhỏ đó, thì nó mướn mấy người đó để mà mấy người đó cho bú đó. Thì ở là cái quốc gia hình đầu bò nó có cái dịch vụ này, và bú là rất là mắc tiền nha, bú rất là mắc tiền đó. Như vậy thì rõ ràng á, đây không phải là cái câu chuyện về cái vấn đề gọi là Nhị Thập Tứ Hiếu đâu, mà đây là cái câu chuyện rất là biến thái đúng không, đây câu chuyện biến thái. Câu chuyện này chắc chắn là do băng đảng cướp sạch đó, dưới cái sự cầm đầu của bả chó tiên sinh đó, thì nó đã tạo ra cái câu chuyện này nhằm mục tiêu là nó tuyên truyền cái chuyện xét. Đây là một câu chuyện xét các bạn, một câu chuyện xét nó rất là thâm độc, nó rất là nham hiểm. Âm mưu của bả chó, âm mưu của bả chó là nó chỉ đạo cho tuyến dưới không, nó chỉ đạo cho tuyến dưới của nó, tức là bả chó nó là tuyến trên đó, gọi là upline không, rồi tuyến dưới của nó gọi là downline đúng không. Đây là tập đoàn là băng đảng cướp sạch, nó chỉ đạo để mà nó tuyên truyền cái câu chuyện này, chuyện xét đó các bạn, chuyện này là chuyện xét đó. Đó, chuyện này nó có liên quan với lại là cô giáo Thảo nè, rồi cô giáo Thủy nè, rồi có liên quan đến chuyện gọi là chú Kim nữa đó, không, nó kinh khủng lắm các bạn. Rồi bây giờ nói về vấn đề là cái sự nguy hiểm độc hại đúng không, thì nó làm cho những cái người con gái đúng không, tức là những cái cô gái nào mà đọc phải cái câu chuyện này đúng không, những cô gái mà đọc phải câu chuyện này á, thì cái cô gái đó sẽ nghĩ như này nè, nghĩ rằng là làm phận gái đúng không, làm phận gái là sẽ phải là đi hầu hạ đúng không, đi làm ô xin đi làm ô xin nè, vừa cho con bố vừa cho chồng bố mà vừa cho là ông bố chồng bố luôn đúng không. Đây là nó đi tuyên truyền rất là độc hại. Chính vì vậy có một cái thằng cha đó thành chẳng có sáng tác ra một cái bài hát gọi là cái bài mà bài duyên phận, tức là đời người con gái đó, là
chưa một lần yêu ai, đúng không? Đó là con cái câu này là cậu bị khờ đó. Hôm trước mình có một cái video mình phân tích về là cái sự độc hại của cái bài duyên phận đó, cái bài hát gọi là duyên phận đó đó. Tại vì tại sao cái câu đó là cái câu mà nhân vật trong cái bài hát duyên phận, là câu đó là cổ mê, cổ đọc mấy cái câu chuyện xét nè hả, cổ đọc câu chuyện xét này cho nên cổ ngồi cổ than thân trách phận, cổ thấy cái phận cổ khổ quá, cái phận cổ nghĩ rằng là sau này cổ về cổ cho bố chồng bố quá, cho nên là cổ rất là cảm thấy buồn tủi quá, mà cổ mới là trở thành cái nhân vật chính của bài hát duyên phận đó. Như vậy thì bây giờ mình vừa nói sơ qua cái câu chuyện thứ 22 của vị thập tứ đại ngu hiếu.